gì linh lắm hết rồi, linh lắm hả chú? Đào lên con mảnh ai lấy chục bỏ, cái thằng kia thấy vậy xịn á, rửa mặt rút bọn vàng á, rửa mặt đủ cho ông đó xin trời y kia. Xin mặt nó, cái thấy gì cái ông thầy chùa ông tụng kinh trước đây mày dưới, cái mấy ông này sau này mấy ông phát hiện hay á, cái ông mượn đi triển lãm bắn 10 cây vàng về bên Thái. Cái gì cô? Bởi vì mấy người ốc eo mới lên đây nè, ta xin cái chỗ đó đó, đặng người ta đào, ta coi coi cái đá ngày xưa như thế nào đó, người ta lấy cô gì dưới. Cô nói đây là ngày xưa đá thiên thạch gớt chỗ này nè. Cái gì? Rồi chồng... Nghe người ta nói á. Thiên thạch hả cô? Thiên thạch gớt ở đây nè, cho nên là trồng cây không có được nhiều. Là những cái ông bà lớn xưa, tuổi xưa đã kể lại cho cô biết được hả? Cô thứ mấy cho con được biết hả cô? Hả? Cô thứ mấy? Thứ tư. Nhà ông nội tôi là trên đó đó, đất ông nội đó, ông nội đó, ngày xưa ở đó đó. Dạ. Rồi thành ra nè, ông nội cũng chạy giặt rồi đầu cái này đá này đâu phải là đá mà ấy đâu, đá nhà cửa không nè, đá này kia không nè, thấy không? Cái này những cái gốm sứ nè cô ơi. Ngày xưa nè. Cái gốm sứ mà đồ cổ ngày xưa. Ở đây gọi là dương, kiểu như là di tích của Vương quốc Phù Nam hả cô? Ốc eo đó. Vương quốc ốc eo. Là có nó đào đấy tùm lum đây nè, là có ốc eo đây đào không á, để cho anh này cái bằng khen chẳng kể với kể ba gì là chú á hả? Là đào đi đất của mình. Dạ chú mặc áo đi chú, con xin hỏi chuyện chú tí xíu nha. Ô chú ơi, chân sống mà chú bị gì cô? Bị vậy là khu vườn này là của cô và chú. Dạ, cô của Tư. Của Tư có từ cái cây đu đủ qua bên chạy tới bên kia chứ không có nhiều. Dạ. Là cái khu vườn này ngày xưa là lúc trước là cái gò câu lên thợ cô cao. Cô Tư nè, đá quý không nè. Dạ. Ôi vậy hả, thôi chú Tư cho con xem á. Ôi nó là dưới lòng đất nó lụm lên á. Ôi cái này đá nó, nhưng mà nó màu đen mông luôn ha chú Tư. Đang thui gì không đó? Đang thui. Ôi này nó đang rất là mông nè, nhưng mà nó rất là nặng nha. Nặng lắm, giống như cái kiểu đá sa thạch vậy. Thôi là những cái người, nặng như vậy. Cái người khảo cổ hồi đó vô nói gì rồi chú Tư? Ở đây trước là cái bãi vàng. Cái bãi vàng. Bon vàng. Ôi ôi. Rồi sau này á, bên ốc eo á, nó mới cấm. Là quy hoạch là lâu lắm rồi đó, mấy ông đào nhiều lỗ lắm á. Ôi bãi vàng hết rồi. Ở đây là bãi vàng rồi đó. Bãi vàng. Dạ. Mà cô có gặp vàng không cô? Có. Ở đây tôi mặn cỏ lụm được, bán ra ngoài ha. Người ta lụm được cái móng ngựa nè. Rồi một hai cây không à. Anh này lụm cũng như vàng miếng vậy đó. Năm phân dài phân vậy đó, lụm hoài vậy đó. Dạ. Cô Tư với con đi lụm rồi con có nhặt đem về được không cô Tư? Nghe nói ham chưa? Chị với cô Tư. Cô Tư con cô Tư chị được không? Kiểu mà trời mưa đó, với người ta cài xới lên trời mưa là tôi có người anh trên kia kìa. Ổng đi lụm đá đủ thứ nhà ổng, bây giờ chắc nhóc hết trơn luôn vậy đó. Dạ. Với ổng đưa cho đá cũng như cái lử liềm với chú. Dạ. Cái búa thằng xét vậy đó. Là nhà ổng nhiều lắm. Rồi ổng đưa về dưới cho eo một mớ. Dạ. Đưa về nhà trưng bày ở dưới ốc eo hả con? Giống như cái búa mình vậy đó. Búa trời đúng không? Búa trời. Búa trời đánh đó hả? Ừ, rồi. Lửa tầm xét. Lửa tầm xét hả? Cái này là lửa tầm xét lớn nè. Chú Tư đây. Áo gì đi chú Tư? Lửa tầm xét hả? Ừ. Ủa, cái lửa tầm xét hả? Cái này là lửa tầm xét bự nè, nó cũng nhỏ có bự có. Dạ. Có nhiều cái đẹp lắm. Lửa tầm xét hả? Ừ. Là cái chày đánh nó xuống là nó có cái này hả? Ừ. Hồi trước nghe mấy ông nói vậy cho mình cũng không hiểu. Nhiều khi mà người ta mua cái này nè. Tôi làm cái đem về nhà ha, cái nó nhỏ hơn này nè, y gan như cái lửa búa vậy. Kỳ lạ ha chú Tư. Là chú Tư lụm nhiều nhất là bao nhiêu vàng? Trời ơi, mỗi lần mấy ông kia lụm chứ tôi không có lụm, mà tôi lụm vàng nhỏ không à. Vàng nhỏ. Là còn mấy ông kia là một hai cây không á. Ơi giữ thằng ha. Móng ngựa rồi dây chuyền, không có dây chuyền mà nó làm phanh gì nè. Dạ. Xe tròn ngóc rồi cái miếng nữa nhỏ vậy, hai ba miếng. Rồi sao dồn vô đi chợ lần. Hồi đó người dân tộc đi bán mua rượu thịt nhậu khuôn nhiều đó, tặng cho người Việt mình, ta đãi vàng lấy cái chảo đó. Dạ. Cái ta xúc tắt vô đó, cái đem nước lại cái ta đãi gì nè. Rồi cái nó lên vàng mạt, nhiều người thì được mà vàng khúc, nhiều người được cái móng ngựa đó, nhiều người lắm. Dạ. Người năm chỉ một cây hai ba cây. Rồi con nhớ rồi, có những cái năm mà gộ lên ở vùng mấy núi của mình bắt đầu khai thác vàng, đào vàng một thời gian mấy năm trời liền xuyên suốt luôn. Rồi bên khảo cổ bên của bên địa phương không có cho làm nữa. Năm đó hình như là năm 80 mấy rồi. Lúc đó mấy năm. Hai mấy năm đó. Dạ. Mua đất của dân tộc. Đâu có. Đâu hai mấy năm. Rồi lúc đó tôi về trên chỉnh là hai mấy tuổi, bây giờ 60 tuổi rồi. Ba mấy năm rồi. Ba mấy rồi, 40 năm rồi. Năm.
Vậy là cô Tư có lượm vàng không? Không, tại vì hồi lúc đó không có xuống đây, mới mua đất sau nay chừng 10 năm mới đây nè. Vậy là lúc trước là những cái người trước họ khai thác muốn khai thác nhiều lắm rồi. Khai thác ha, đất ruộng người ta đó, người ta bán một khuôn là bao nhiêu tiền nè. Một tầm vuông là bao nhiêu tiền mình đào. Cho mình đào. Bởi vậy ở đây con thấy toàn là đất trồng cỏ không có trồng lúa ha. Bị chuột. Hồi trước lúa không đó. Mà giờ chuột cắn quá, mần thất trồng cỏ lại. Trồng cỏ nuôi bò. Người ta đào mấy lỗ xung quanh đất chú Tư, ta đào mấy lỗ chú Tư? Ở khu di tích hả? Ở đây hả chú Tư? Nè, đây lỗ, trên đó lỗ. Đi lên chỉnh coi thử. Ở trên đây gần không chú Tư? Lắp rồi. Lỗ này còn. Vậy thì còn cái lỗ ngay đây là ngày xưa những nhà hổ cổ vô hả? Ở đây nè, lỗ này nè. Mới mấy năm nè. Mới đây luôn hả cô ba? Cô Tư? Mới 3 năm. Nè, cái lỗ này nè, mấy ông đào sâu lắm. Trước không mùa dịch đó. À, đào dưới đường mương chàng. Đào xuống mấy mét. Không có chỗ nào đào được chứ đó. Đào xuống mấy mét nè. Ôi đào tròn quay luôn nè cả nhà. Đào từ lấy từ lớp mấy ông dán giấy cho nè. Có khi nào mình đi vô đây mình nhặt được cái gì mà quý hiếm không ta? Dễ gì hả chú Tư? Mặn quá. Có. Hồi đó hen, hồi mới về đất này hen. Nói được cái hũ tầm bói mà lớn vậy nè hen. Tưởng đâu mình hồi đó mình đâu suy nghĩ là cái đó là của quý đâu. Thảy bỏ, rồi đập bỏ. Cô Tư lắm á hả? Ừ, uống đi hả? Bởi vậy nó nói. Cái đó kêu cái gọ người ta nấu vàng rồi trước. Trời ơi, cái đó đồ cổ đó, tiền không luôn á. Ừ, đó tôi cho ông eo hình cái mới tặng được cái bằng khen với 3 triệu. Ôi. Chú tặng tiền luôn hả chú? Ừ, đưa bao thơ 3 triệu. Rồi nói nha, Tết mưa mình xuống dưới á. Rồi cái Tết cái dịch ập tới đó đâu có đi được. Dạ, dạ. Mời đi dưới. Cứ mời đi dự tiệc luôn. Rồi không đi được cái mấy ông gửi bằng khen. Với bao thơ, mình tưởng ít gửi được 3 triệu không? Cái khuôn đất ở đây là khoảng nhiều công gì cô Tư? Hai công cô Tư. Chắc cô nghĩ là những nhà khẩu cổ vô đây rồi họ tìm hôm sau đó rồi họ mới ngưng lại ha cô Tư. Ngưng lại mà ta nói sau này là đất này là vô khu du lịch hết trơn. Lớp lắm ơi, đào lớp ăn cắp rồi bị bắt thì lim hết trơn. Cắp luôn hả chú cô Tư? Ừ, nó mua đất của chủ đất vậy nè, rồi nhà nước cấm á, tới phát hiện hay rồi mới xuống bắt có hầm bên đó đó. Bên còn một cái hầm vàng ngày xưa bòn nữa hả chú Tư? Bây giờ lắp lại hết trơn rồi. Cái sâu lắm. Việc này người ta bán khuôn vậy ha, người ta đào vàng thôi nhấp hết trơn. Ồ, hay hàm quá ha. Ừ, đào vàng cũng như là hội chợ. Bởi vì con thấy khu đất này là trống lỏng chân nè. Ủa, nãy giờ con nằm võng trên đống vàng mà con không hay cô Tư. Nãy giờ con nằm trên chai cô Tư á. Đất đây là đất vàng không á. Vậy nãy giờ mình đi trên đống vàng quá. Ừ, đúng rồi. Bởi vậy ha, dịch ra đất trên kia ha, đất cái chỗ mà Tư trồng cà đó ha, là nó không có sỏi đá như đây đâu. Dạ. Ủa người ta đâu có đó, có đâu có các nhà, còn đây này có các nhà đó nè. Ừ, là cái nền này có thể là cái nền cổ vì của cái đền cổ của người Phù Nam cổ ha cô Tư. Bởi vì bây giờ người dân tộc người ta có đất người ta kêu cao lắm, ta nghe cái vụ bồi thường đó. À, bởi vì đất ở đây bây giờ có giá như lắm ha cô Tư. Có giá. Ồ, nghe cô Tư nó hấp dẫn quá, khu vườn mình tìm thử coi lượm được cái gì mà. Thôi có chắc chú Tư lượm hết chắc luôn rồi. Tôi cây cỏ mà. Vậy hả? Trời ơi. Chú Tư có lượm được cái ngọc gì không chú Tư? Không có. Cái này là con thấy là những cái gốm sứ là thời xưa này nghe chú Tư. Cái là thời xưa lắm đó. Gốm sứ rồi cô chú. Vậy là chú Tư đã lượm đồ bán nhiều lắm chú Tư. Rồi giờ còn đồ cổ gì cho con xem được không? Hết rồi hả? Bây giờ không biết được đâu, lượm lạ lượm vô góc dừa nè. Dạ. Lượm đá trời mưa ha. Là chỗ nào ta cài đó ha là ông đi lượm. Đá này đâu phải là đá thiên nhiên đâu. Đúng rồi, mấy cái gạch mà con gạch cái này là những cái gọi là cái quả tới cái nồi chắc gì ngày xưa nè. Tại dưới đó có kỳ nhiều lắm nè, nè nhiều. Thấy chưa? Ở dưới là đá vuông vuông này nè. Trồng gì nè. Ồ đá ở dưới ha, dưới chú Tư. Sâu không chú Tư? Sâu lắm. Đào sâu mới được thấy đó ha. Ừ. Là đá bự là bị lớn chú Tư. Vuông vuông như cái gì nè. À những miếng gạch cổ đúng không? Gạch cổ. Ừ, bằng cái đó đâu phải của thiên nhiên đâu. Những mà trồng trồng ý á. Ôi không. Đền ngày xưa không. Rồi. Cái đền có thể là cái này là cái đền gì của bên văn hóa Ốc Eo mà người Phù Nam cổ á. Giống rồi. Như dưới Hội Sơn với tài. Đúng rồi. Đúng không? Cái đền cổ ngày xưa. Thì Ốc Eo lên đây không nè? Dạ. Dạ 3 tháng lên lần. Giống như là cái bên An Lợi của mình có một cái gò tháp nữa đó chú Tư, có được nghe không? Chi Tô mình á. Cái gò tháp á. Gò tháp An Lợi. Thì ở đây con nghĩ là ngày xưa cũng là một cái gò tháp lớn nhưng mà lớn hơn cái An Lợi nữa nha.
Bởi vì có nhiều bà con khai thác ở đây được vàng của gì đó tùm lum hết. Là những cái món vặt đó nó rất là lạ hả chú Tư? Cái thằng ở gái nhà tôi nè, nó đi xuống chơi với ông này ngủ nhậu đó. Cái nó ra khe nước, cái nó lụm được mấy phân luôn. Là cái miếng vàng nó ra sao cô? Nó vàng như vàng mình vậy đó. Miếng miếng vậy à, vàng miếng luôn hả? Ủa đã chưa vậy? Nghe cô Tư nó bắt ham với trời. Làm như cái lúc đó là ngày xưa là người ta ở đây đó. Phải trước cái đầu, ở đây mà tao đào được cái là vàng bọng gì. Cái hình vậy? Như hồi trước đụng tao vào biết nhiêu nữa. Hình gì vậy, chú Tư? Cái hình bằng đá. Tượng hả? Ừ, đá xanh này nè. Là cái tượng gì vậy, chú Tư? Tượng Phật hay gì? Không phải, không phải đâu. Ở trần bảo quỳ lớn, bịch khắc ngang đây đưa hai tay vậy nè. Ồ, cái đó gian quá của người phụ nam rồi, cái đó gian quá bèo chứ. Gì linh lắm á trời. Linh lắm á chú. Ờ, đào lên mảnh ai lấy chục bỏ, cái thằng kia thấy vậy xịn á. Rửa mặt, rút bòn vàng á, rửa mặt đủ cho ông đó xin trời. Y kia. Ừ, xin mặt nó, cái thấy gì cái ông thầy chùa, ông tụng kinh nước đây mày dưới. Cái mấy ông này sau này mấy ông phát hiện hay á, cái mượn đi triển lãm, bắn 10 cây vàng về bên Thái đó. Trời ơi, bán tượng 10 cây vàng. 10 cây, 1 triệu cây á, hình đó đó. Cái đó giờ tiền lúc cán bằng keo luôn tôi ơi. Đào dưới đất, đất lên, gãy lên cánh tay nè. Còn ngón tay để gì nè. Thằng Vích Nu cái gì này. Các vị thần của bên đạo Hindu á. Trời ơi, còn cái hình nữa. Hình mẹ thằng bà đưa dưới. Không đá vậy mà ở trần cái ruộng vậy đó thôi. Cái hình nó có loại người gì đó. Ờ, giòn gà gì đó ha, giòn gà. Thế tao không rành. Vũ Ni vậy. Không biết bà tượng gì ha. Tượng lạ lùng vậy hả chú Tư? Ừ, mà ở dưới lòng đất đó, chứ không phải ở trên. Là lúc đó chú Tư lụm hả? Đi đất của người ta. À, người ta đào được, bà con đào được. Người ta bởi đâu biết bỏ. Ôi, ôi, đâu đó chú Tư không lụm vậy? Trời, có ai dám lụm. Vực này dài ngoài ngang rắc ruộng nó cũng như gì nè. Đó không à. Ờ, ở ngoài sau cũng vậy đó hả cô? Gần gần căn nhà hoang nó cũng có những miếng đất gian gì không con? Bên đất từ làm bên đất trồng phai môn bển cũng. Chỗ nhà bể cũng đất vui bển nữa. Là cái biệt thự bỏ hoang đó hả chú Tư? Ừ. Chú Tư có biết cái thông tin về cái chùa, cái biệt thự bỏ hoang đó không chú? Hồi trước cái đó là thời mới đây trò Pháp là kêu ông Sám Hiếp. Rồi sau trò 45 á, mấy đây nó dậy là tụi Pháp dậy lên á, nhập với mấy ông dân tộc nè, cũng phá bánh nhà đó đốt. Phá đơn là trò 45. Nhà nội tư cũng thì ở trên này cũng một hồi đó nhà là. Còn nước Phù Nam thì trước có mấy trăm năm, mấy ngàn năm vậy đó. Nhà là nhà hồi đó là cột nào cũng mấy bự gì không nè. Rồi là tụi con mới đầu vô cái đó đó rồi mới đi ra đây mới phát hiện thêm cái chỗ chú ở chỗ cô Tư với chú Tư ở đây nè mới biết được cái di sản văn hóa của người Phù Nam ở đây á, rất là may mắn được cô Tư với Tư giới thiệu ở đây luôn. Mà nó cũng trùng hợp là hôm qua là con đã phát hiện những viên đá lạ, những viên gạch lạ từ cái ngôi nhà ngoài kia, nhưng mà nãy giờ nằm trên võng ở phía trước thì không có để ý không xung quanh đất của chú Tư là những cái viên đá giống ngày hôm qua con phát hiện ra. Đúng rồi, mấy những cái gốm sứ được không nè. Mẹ chơi gớm nè. Nè gớm nè. Gớm sứ rồi. Men nè, cái này men nè. Mấy cái chú mà ở dưới ốc eo lên á, lụm một bọc vậy đó. Bao bao đá nó rửa đá là lụm một bọc nghe dữ. Thôi cô đã chứ trời. Dạ cô Tư nó cho con lụm nghe cô Tư. Ồ đã chứ trời nhóc. Ơi cái miệng chai miệng ly nè. Cái này là những cái tách cái gì ngày xưa nè cô chú. Thật sự ra là cái nơi này là khai phá của cái dân hóa phù Nam á, mình sẽ tìm được cái coi may mắn lụm được cái gì đó nó lạ chút xíu nữa. Cái này giống như nồi chách cái gì đó mà cái gốm sứ vì cái thời Dương Quốc Phù Nam rất là nhiều luôn. Ở đây đá không trồng cây gì được hết. Nè cái này là cái ly cái tách gì nè, giống qua nè bạn. Được luôn hả? Nè. Nè cái ly cái tách gì nè. Nè màu đen luôn nè. Giống như hôm qua em. Mà đẹp của em. Đẹp của em. Ừ. Đúng không? Đúng chưa? Nè. Nó màu đen luôn nè. Tới dưới màu đen nè. Oh, đồ cổ kìa. Sao cái này màu đen nha. Màu đen chứ không phải là cái màu. Cái ly. Cái ly á. Không biết cái gì. Nhưng mà ở trong là men. Ở bên ngoài là men. Ở trong. Ở đít đen thì nó đen lì à. Rồi cái đó đựng mà gặp xíu cha gì. Vậy hả chú Tân? Cái đít đó nó bể gì. Cái này là cái gì hả ta? Không biết cái gì ở trước của mấy ông. Hay là vàng gì ta? Rồi có những cái có cục đạn con ly nữa. Đạn con ly nữa hả? Ừ. Ly bằng vàng hay gì chú Tân? Không phải bằng đất mà sao mà có như cục đạn con ly vậy? Ồ cái đó. Ồ con hiểu giờ cái đó là gì không? Mấy cái chuỗi á. Chuỗi hạt hả? Chuỗi hạt ngày xưa á. Chú Tân gặp đâu vậy? Gặp ơi quý mà ông đem dục trời. Dục bỏ con ơi. Đây tháng 10. Chơi chỗ nào chú Tư chỉ con lụm đây ơi. Cái đó nhà đó, cái anh ba đó. Để nào tôi gom lại. Ông đi cái ông lụm vậy nè, ông ở không cái ông đi cái ông lụm thấy đất đá nào lạ cái ông lụm nha. Là chỗ anh ba của
Cô Tư gặp ở đâu? Gần đâu cô Tư, ở đâu cô? Ở trên quán thuốc lót Tường Vi trên này nè. Không. Cái dạ. Những cái tách gì rất là nhiều của chú ơi, cô chú nói thật sự ra là nơi này đúng là cái những cái dương quốc phù Nam cổ hay nè, mình khám phá được những cái di tích đây nè. Cái này nè là những cái bình sứ hồi xưa nè. Đúng rồi đó. Cá này chú thấy không, cá đen nè. Dạ đang thui luôn nè. Đúng rồi. Nè, nó phải lấy đâu, nồi chết gì cô tôi rồi, nồi chết gì đâu á nè. À, này đá hay là đá quá. Ô cái này là đồ đá ngày xưa, đồ bằng đá cô Tư. Cái này là cái nồi, cái thép gì bằng đá nè, cái những hồi xưa bằng đá luôn hả? Sao không lụm để dành đi. Nếu mà tính ra đó là đồ đá tài. Để dành kìa. Cô Tư cho anh kìa nè. Nặng dữ lắm đó nha. Cái này là đồ đá chứ không phải là gồ gấm sứ. Trong này có đồ đá nè, cái này là những cái tách cái gì, cái bình ngày xưa làm thủ công bằng đá. Nhưng mà nó là đá hoa thạch, đá. Dạ. Cái hũ không? Cái dành của cái hũ á. Ngày xưa con nghe là có ông chú gần nhà con á là đi đãi vàng ở trong những cái nền của Vương quốc Phù Nam nè. Nhưng mà mình sẽ tìm coi được cái gì hên không. Người nào tham á là giấu á là nó biết là gắn. Còn nó biết không lại con này con kia. Ui phải chú Tư lượm được viên ngọc đã quá, chú Tư bỏ ổn quá tàn luôn. Ủa con phải biết bên đây mà không vô chơi với chú Tư hoài lắm chú Tư. Người nào tham á mà đi tìm vàng mà chung với một nhóm này nè, đi đãi vàng á. Mà có ông kia tìm được. Có đã. Ồ, cái này con sẽ vô chơi chú Tư thường xuyên. Từ nó vô chơi là không có đuổi con về nghe chú Tư nói trước nha. Xới lên nữa. Ôi ơi nhóc cái nè. Đã quá anh em ơi. Chú Tư cho được cái này là quá đã rồi. Không biết cái gì luôn. Mình sẽ cố gắng tìm rồi lượm được cái gì nó may mắn không. Ủa cái này tới mùa chú Tư thói lên đã dữ hay chú Tư lượm mới đã ha. Nhiều cái đã không. Mình là mình mê cái này lắm cô chú. Những cái tách gì màu xanh đủ thứ mình, để mình xem có những cái gì nó đặc biệt hơn nữa không. Ủa cái đó mà ngọc rồi chú Tư đem bỏ ổn ghê chứ. Cái đó là chuỗi đó chú Tư. Cái lúc mình chưa biết thì mình thấy hoài, bỏ lúc mà biết rồi thì giờ cũng khó. Cái đó là chuỗi. Lâm bên này bỏ túi rồi. Quá đã, cô Tư cho. Lâm vàng la lên nhanh. Có vàng này có em. Cái này mà chú Tư cho mình vô là anh em mình khai thác muốn nghỉ đi quay luôn rồi em ơi. Đúng rồi. Hợp lý đó. Đúng rồi, mình sẽ bỏ nghề luôn cô chú ơi. Nếu sự lụm được nha. Nếu sự có nha. Rồi không có nữa thì thôi luôn. Ê coi đi, kiếm đi coi có được cái gì mai mai không. Nhiều lắm em ơi. Đầu thì không có nghĩ là tới như vậy về vô đây. Không thật sự, ở đây đang khúc nữa nè. Cái chú Tư đưa gặp nè. Ê cái này là cái xương người chạy. Còn những cái này đồ đá em ơi. Đồ đá chứ không phải đồ sứ, gốm sứ. Có một số là gốm sứ mỹ nghệ và gốm sứ đồ cổ đó, có những thứ đồ đá luôn. Cái đích chung á. Hồi nãy chú Tư kêu là cái hình dáng của cái đó, cái chữ mà nó nói là nó sao? Nó giống như đạn cu ly em, kêu đạn á, nó tròn. Nhưng mà nó màu gì đó không biết, nhưng mà chú Tư nhiều khi chú Tư thấy cái đó là nó không có quan trọng nên chú Tư bỏ thôi. Nhưng mà đó là những cái gọi là cái gì đó nó mang một cái nét trong nét về cái văn hóa rất là cao á. Nó có tới mấy ngàn năm hả ta? Mấy trăm năm à? Nếu mà Dương Bắc Phù Nam là rất là cổ nha. Chắc cái này hôm nào anh em tụi mình sẽ đi vào đây làm một cái clip khám phá tìm những cái vật dụng gì đó trong cái khu đất này. Thì hẹn cô chú anh chị ở những video sắp tới nha, mình sẽ đạt cái gì đó may mắn thì mình sẽ cố gắng quay clip đó cho cô chú anh chị thấy được. Đúng rồi, hôm nào mình sẽ làm một cái clip riêng biệt về đây để mà
để tìm cái những cái này. Ủa cái này con mê đồ cổ rồi cô bà ba ơi, con không đi nữa đâu. Dạ dạ để con tìm đẹp xíu vậy ha. Rồi rồi chút để con qua nha. Rồi rồi hay dữ vậy. Cô bà ba kiếm đá quý tiếp con ơi, nó có cục đá đẹp lắm. Đẹp đá gì? Mà con không biết nhưng mà thiếu tư nói kìa. Nó đẹp đá gì? Đá tròn vo như đạn cu cu. Có luôn. Con lượm kim cương rồi tính sao cô nè cô Tư. Con lượm thì con hưởng. Con lượm con hưởng. Vậy ha. Nè kim cương nè anh em. Hô hô. Vậy vậy. Kim cương xanh nha. Này đạn du ly. Hay là ngọc gắn cô Tư. Cô Tư. Ngọc gắn kìa. Ngọc gắn. Ê, bà không giống ngọc gắn quá vậy? Giống ngọc gắn quá vậy? Ngọc gắn á. Cái này là ngọc gắn, ngọc gắn. Ngọc gắn. Ngọc gắn. Ngọc gắn xanh lẹ không nè. Ngọc gắn. Ngọc gắn, ngọc gắn. Ngọc gắn. Ngọc gắn. Nó là nhọc ngọc ngọc gắn. Ê. Đâu chú Tư? Gì vậy? Gì chú Tư? Ủa, lập cục đá gì không biết nữa. Mình đang kiếm cục kiện đạn du ly gì chú Tư cũng nói nè. Rồi rồi ngày hôm nào mình sẽ vô đây làm một cái clip rất là dài về cái ở đây nha cô chú. Nè 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 cô tư cái này là những cái gấm sứ có màu luôn nè, đẹp không? Nè, bể nè. Chứ qua một cái thời đại chiến tranh người bom đạn gì đủ thứ cho mà đập phá nữa. Còn là những cái còn là những cái tàn tích gì là quý giá lắm hay chú Tư. Và chú Tư đang sống trên một cái đống vàng mà chú Tư không có thể cảm nhận được. Ôi, con sẽ vô chơi với chú Tư dài dài luôn rồi. Tới là con vô đi chơi với chú Tư sang tìm kho báu hay chú Tư? Chú Tư sẽ bạch với tụi con nha. Con gặp tụi con hoài luôn á. Đây, 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 viên đạn ngu ly. Đây, đây, đúng rồi. Hãy rồi. Phải không? Phải chú Tư, phải nào tròn tròn nè. Nhưng mà nó còn có nửa muối à. Nè. Thấy không? Nhưng mà còn nửa muối à. Ừ, nó tròn vo à, vậy đó. Nó vậy hả? Ừ, mà nè, nè cái này gì không biết nè, rất không ai nha. Nãy vô chú Tư nói là mình mời lắm mà cầm giùm anh nha, không có lấy nha. Ê mình phát hiện cái gì cái ghê nữa nè. Cầm sợ lấy chết luôn rồi. Đây đây cái tay của một cái tượng. Cái tay của một cái tượng nè. Ừ, đúng rồi. Cầm mà sợ một cái tay em. Đúng rồi đúng rồi. Cầm đi. Cái tay là cái chân rồi. Cái tay á, cái tay đưa lên cái tay mà đưa cái tay thì múa của cái sao nó giống chân còn gì á chứ. Không. Cái đó là múa đem cái tay đó. Đây đây mình lượm được thêm một cục màu đen nữa các bạn à. Ôi dạo to rồi. Cầm đi. Cái đó đó. Rồi. Dạ dạ để con. Đây lượm được. Vậy ha cô Tư. Đây con lượm được cái nào cô Tư ơi. Cô Tư. Cái này là cái tượng nè. Tượng gì xưa nè chứ không phải đâu. Không biết cái gì nữa. Nãy chưa nè. Gặp gì hoài luôn. Hoài luôn ha. Mấy cái này cô Tư gặp hoài. Bây giờ mình gom lại gốc đi rồi nữa mình sẽ sắp thành một cái tượng coi xem sao. Vậy là cô Tư với cô Tư về trước hả? Có khi nào mấy anh em mà đi như vậy hoài là anh. Về chảnh về về voi á. Mấy cái miếng này khi nào mút mình kiếm thành tượng được. Đúng rồi. Tối xuống đây. Rồi rồi. Mình lên lắm. Dạ. Tại sao mọi người chút một mình chú Tư dám ở khu vườn này chứ không ai dám ở hả chú Tư? Là lý do tại sao chú Tư? Không biết sao ta sợ vậy đó. Cái chú Tư rồi sợ ma hả? Ừ. Rồi. Con cứ ở mình lên đó giờ mấy chục năm rồi. Rồi con cảm ơn chú Tư với cô Tư rất là nhiều nha. Chúc hai ông bà nhiều sức khỏe nha. Giờ tối rồi. Dạ dạ rồi. Ăn cơm với chút xuống. Dạ, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Thì trong những cái clip tiếp theo của mình sẽ đi tìm những cái gì đó còn sót lại ở cái khu vực cái gò tháp cổ này. Thì có cơ may tìm được cái vật báo gì không thì mình sẽ nhớ đón theo dõi kênh của Kỳ Gâu để xem những cái tình tiết mà mình nhặt được những cái thứ gì mà nó quý giá về cái khu vườn, cái khu đất cổ như vậy. Cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe và xem video vui vẻ bên gia đình nha.